Lưu Bích Linh và Gia Tuấn xin kính chào quý vị. Xin kính mời quý vị cùng đến với chương trình tin tức của Sài Gòn TV cho ngày thứ Sáu, 20 tháng Giêng năm 2023. Và sau đây là những bản tin trong ngày. Xin kính mời quý khán thính giả theo dõi. Vâng, kính thưa quý vị, để mở đầu cho chương trình tin tức ngày hôm nay là phần tin thế giới. Đình công tại Pháp làm gián đoạn tuyến thương mại Anh Quốc và châu Âu. Nhiều xe tải đã phải đổ dọc theo một tuyến cao tốc tại phía bắc của nước Pháp vào ngày 19 tháng Giêng do ảnh hưởng từ cuộc đình công của công nhân Pháp chống lại kế hoạch cải cách hưu trí. Chuyến phà di chuyển từ Dover của Anh Quốc tới Calais của Pháp và ngược lại đã phải tạm dừng. Đây là tuyến đường thương mại chính giữa Anh Quốc và lục địa châu Âu. Cảng Dover cho biết đã đình chỉ các dịch vụ tới Calais từ 7 giờ theo giờ địa phương và dự kiến việc bốc dỡ hàng hóa sẽ tiếp tục vào buổi chiều. Ngoài ra, thì giao thông vận tải hàng hóa ở phía Anh Quốc cũng đã bị hạn chế. Thật không may, tại thời điểm này, chúng tôi không thể bảo đảm lịch trình ra khơi do những hoạt động ở Pháp. P&O Ferries, công ty vận tải biển của Anh Quốc, điều hành chuyến phà đã cho biết trên Twitter. Calais Dover là tuyến đường biển ngắn nhất giữa Anh Quốc và châu Âu với quãng đường chỉ 37 km. Calais là cảng vận tải hàng hóa đường bộ bận rộn nhất của nước Pháp, giải quyết khoảng 2 triệu xe tải mỗi năm. Ngày 19 tháng Giêng thì công nhân của Pháp đã đình công và tham gia tuần hành trên khắp đất nước nhằm phản đối kế hoạch của chính phủ về việc nâng tuổi nghỉ hưu thêm 2 năm lên 64 tuổi. Điều này khiến cho nhiều chuyến tàu ngừng hoạt động, các lớp học phải tạm dừng và hoạt động doanh nghiệp bị gián đoạn. Giao thông cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng với rất ít chuyến tàu còn hoạt động. Lý do mà nữ thủ tướng New Zealand từ chức. Sau tuyên bố gây sửng sốt của nữ thủ tướng New Zealand, bà Jacinda Ardern cho biết là bà sẽ từ chức trước ngày 7 tháng 2. Một ngày sau khi bà Ardern nhấn mạnh gia đình chính là lý do khiến cho bà từ chức, trong khi công đảng của bà cũng đang cần phải có làn gió mới trước cuộc tổng tuyển cử. Thủ tướng Jacinda Ardern, 37 tuổi, chia sẻ rằng cá nhân cảm thấy mình không còn đủ năng lượng để tiếp tục công việc đòi hỏi trách nhiệm to lớn. Bà nhấn mạnh cương vị này cần phải có người đảm nhiệm, hiểu rõ là khi nào họ có những yếu tố phù hợp để tiếp tục làm việc, cũng như biết được khi nào họ cần phải ngừng lại vì không còn phù hợp. Bà nói, tôi biết lúc nào mình còn đủ năng lượng để xứng đáng với công việc này. Tôi cũng là con người, chúng ta luôn cố gắng hết sức và lâu nhất có thể, nhưng ai cũng có những lúc phải ngừng lại. Đây là lúc mà tôi phải ngừng lại. Nữ thủ tướng cũng nhắc đến con gái Neve, 4 tuổi, cho biết là bà mong chờ được ở bên cạnh cô bé khi năm học mới bắt đầu. Bà nhắc đến vị hôn phu là Clark Gayford, nói rằng cả hai có thể bắt đầu tính đến đám cưới sau khi bà rời bỏ chính trường. Trong tuyên bố từ chức, bà Jacinda Ardern đã gửi gắm thông điệp rằng bà quyết định ra đi là do yếu tố gia đình nhiều hơn là vì áp lực của công việc hay là vì sợ nỗi thất bại trước kỳ tổng tuyển cử năm nay. Tiếp theo là bản tin liên quan đến giá vàng thế giới trượt dài. Theo dữ liệu của Trading Economics vào ngày 19 tháng Giêng, giá vàng đã bước sang phiên giảm thứ 3 liên tiếp sau khi tăng mạnh suốt vài tuần qua. Trong vòng 24 giờ, kim loại quý có lúc được giao dịch dưới ngưỡng là 1.900 Mỹ Kim cho một ounce, rồi phục hồi phần nào lên 1.902 Mỹ Kim cho một ounce. Ông Craig Oram, chuyên gia phân tích thị trường cao cấp tại Anh Quốc, đã cho rằng là giá vàng chịu áp lực khi đồng đô la phục hồi nhẹ và lãi suất trái phiếu kho bạc của Hoa Kỳ đi lên. Các nhà đầu tư vàng đang chốt lời bởi sẽ có thêm nhiều sự kiện trong tuần này, ông Erlem giải thích như trên. Kim loại quý bước vào đà tăng mạnh kể từ đầu tháng 11 năm ngoái so với mức thấp vào hồi tháng 9 năm 2022. Giá của mỗi ounce vàng đã tăng vọt hơn 200 Mỹ Kim. Giới đầu tư đang dồn sự chú ý vào báo cáo chỉ số giá sản xuất và doanh số bán lẻ của các nhà sản xuất Hoa Kỳ sắp được công bố. Các dữ liệu này có thể tác động tới quá trình tăng lãi suất của Cơ quan Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ. Giới quan sát tin rằng giá vàng sẽ tăng mạnh trong năm nay. Ông Jürgen Kainer là CEO kiêm giám đốc đầu tư của Swiss Eze Capital nhận định là giá kim loại quý có thể chạm mốc 4.000 Mỹ Kim cho một ounce. Còn ông Ole Hansen, trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa tại ngân hàng đầu tư Saxo của Đan Mạch, dự đoán là giá vàng giao ngay có khả năng vượt ngưỡng 3.000 Mỹ Kim cho một ounce. Vào đầu năm ngoái, Bulgaria đã bí mật cung cấp cho Ukraine số đạn dược để đáp ứng với khoảng 1/3 nhu cầu của quân đội nước này. Theo một cuộc điều tra được nhật báo của Đức là tờ báo Welt công bố vào ngày 19 tháng Giêng. Tờ báo này cho biết chính phủ Bulgaria đã cho phép xuất cảng đạn dược sang Ukraine qua trung gian ở nước ngoài. Điều đáng chú ý, việc xuất cảng đạn dược này đã được bảo trợ bởi Anh Quốc và Hoa Kỳ. Theo ước tính của chúng tôi, khoảng 1/3 số đạn dược mà quân đội Ukraine cần trong giai đoạn đầu của cuộc chiến đã đến từ Bulgaria. Ông Kirin Petkov, người giữ chức Thủ tướng Bulgaria từ tháng 12 năm 2021 đến tháng 8 năm 2022 đã nói với tờ báo Welt. Ngoại trưởng Ukraine ông Dmitry Kuleba xác nhận rằng Kiev đã nhận được sự hỗ trợ từ Bulgaria. Chúng tôi biết rằng có một lượng lớn đạn dược ở tại các nhà kho của Bulgaria. Vì vậy, Tổng thống Zelensky đã cử tôi đi để sử dụng đòn bẩy ngoại giao và mang về những vũ khí cần thiết. Ngoại trưởng Ukraine đã thăm thủ đô của Bulgaria vào tháng 4 năm ngoái. Thủ tướng Bulgaria khi đó là ông Petkov đã nói với Ngoại trưởng Ukraine rằng tình hình trong nước không dễ dàng, nhưng ông cam kết sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình. Ukraine xem xét các giả thuyết vụ rơi trực thăng chở Bộ trưởng Nội vụ. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào ngày 19 tháng Giêng yêu cầu Cơ quan An ninh Ukraine được viết tắt là SBU mở cuộc điều tra hình sự về tai nạn trực thăng khiến cho 15 người thiệt mạng, trong đó có Bộ trưởng Denys Monastyrsky và nhiều lãnh đạo của Bộ Nội vụ Ukraine ở thành phố Brovary, ngoại ô của Kiev. An ninh Ukraine SBU thông báo đang xem xét nhiều giả thuyết về nguyên nhân tai nạn như sự cố kỹ thuật, phi công không tuân thủ quy định an toàn hoặc có người cố ý phá hoại máy bay. Giới chức Ukraine chưa đề cập khả năng trực thăng bị lực lượng của Nga bắn rơi. Phát ngôn viên không quân của Ukraine là Yuriy Ignat nói rằng quá trình điều tra dự kiến kéo dài nhiều tuần. Trực thăng gặp nạn là mẫu H-225M Super Puma do tập đoàn Airbus chế tạo, được bàn giao cho Bộ Tình trạng Khẩn cấp của Ukraine vào cuối năm 2020. Cơ quan này cho biết là phi cơ gặp nạn thường xuyên chở nhân lực tới những khu vực xảy ra tình huống khẩn cấp, trong khi tổ lái được huấn luyện làm nhiệm vụ trong điều kiện khó khăn và có đủ kinh nghiệm bay. Bản tin kế tiếp cho biết Nga tiêu diệt lính đào ngũ. Vào ngày 18 tháng Giêng, chính quyền của vùng Lipetsk thuộc về miền trung của Nga thông báo họ đã tìm thấy và tiêu diệt Dmitry Perov, là người lính bị truy nã bởi vì đã rời khỏi đơn vị quân đội trái phép. Chi nhánh địa phương của đài truyền hình nhà nước của Nga cho biết, binh sĩ 31 tuổi này đào ngũ vào hôm 13 tháng Giêng khi bỏ trốn được cho là mang theo một khẩu súng trường cùng với lựu đạn và đã di chuyển về hướng quê nhà. Báo Nga Mash đưa tin Perov bị đặc nhiệm Nga bắn hạ ở Lipetsk khi anh này đang cố gắng chống cự để tránh bị bắt. Nga trong những tháng gần đây đã ghi nhận một số trường hợp binh lính đào ngũ. Tờ Kommersant ngày 18 tháng Giêng đưa tin 8 quân nhân Nga từ chối tham gia vào chiến dịch quân sự đã bị buộc tội đào ngũ. Vladimir Putin vào hồi tháng 11 năm ngoái thông báo rằng nước này huy động được 318.000 quân, vượt qua con số 18.000 người so với mục tiêu ban đầu. Nga trợ cấp một lần 3.200 Mỹ Kim cho quân nhân chuyên nghiệp và lính dự bị nhập ngũ theo lệnh động viên một phần. Tuy nhiên, Nga cũng siết chặt luật về đào ngũ, đưa ra hình phạt lên đến 10 năm tù cho tội đào ngũ hoặc là từ chối chiến đấu. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc chỉ trích giới dầu mỏ nói dối. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres vào ngày 19 tháng Giêng chỉ trích giới doanh nghiệp dầu mỏ lan truyền lời nói dối lớn về tác động của họ tới tình trạng nóng lên toàn cầu. Tuyên bố trên được ông Guterres đưa ra tại sự kiện trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Thế giới WEF tại Davos, Thụy Sĩ. Vào tuần trước, chúng ta đã từng biết rằng từ những năm 1970, các nhà sản xuất nhiên liệu hóa thạch đã hiểu rõ rằng sản phẩm chính của họ đang khiến cho hành tinh của chúng ta nóng lên, ông Guterres đã nói. Ông Guterres ám chỉ đến nghiên cứu được tạp chí Science đăng tải vào tuần trước, trong đó khẳng định ông lớn dầu khí Hoa Kỳ là ExxonMobil đã bác bỏ phát hiện của chính các nhà khoa học thuộc công ty này về tác động của nhiên liệu hóa thạch tới biến đổi khí hậu. Theo nghiên cứu đó, thì các nhà khoa học của ExxonMobil đã dự đoán về tình trạng biến đổi khí hậu với sự chính xác đáng kinh ngạc. Dù vậy, thì công ty đã quyết định phủ nhận thực tế này trong hàng thập niên sau đó. ExxonMobil đang phải đối mặt với hàng loạt vụ kiện tại Hoa Kỳ. Một số công ty dầu mỏ lớn lan truyền lời nói dối. Cũng giống như ngành công nghiệp thuốc lá, những ai có liên quan sẽ phải chịu trách nhiệm, ông Guterres đã tuyên bố như trên. Cập nhật tin tức liên quan đến vụ bắt giữ trùm mafia khét tiếng của nước Ý. Matteo Denaro là trùm mafia khét tiếng bị truy nã gắt gao nhất nước này, đã bị bắt giữ ở tại một phòng khám tư nhân ở thành phố Palermo của Sicily vào hôm 16 tháng Giêng. Có một chi tiết đặc biệt là nơi trùm mafia ẩn náu trước khi bị bắt là một căn hộ nhỏ thông thường, nhưng bên trong lại chứa nhiều đồ hàng hiệu và trang sức quý giá. Tờ báo Guardian đưa tin vào hôm 18 tháng Giêng. Trước khi lẩn trốn, Denaro luôn đi xe sang, mặc quần áo may thủ công đắt tiền và thích sử dụng đồng hồ Rolex. Tại thời điểm bị bắt giữ ở Palermo, trùm mafia khét tiếng của Ý này mặc áo khoác da cừu màu nâu và đeo đồng hồ khoảng chừng hơn 40.000 Mỹ Kim. Căn hộ này thuộc về sở hữu của một người có tên là Andrea Bonafede, cùng tên ở trên chứng minh thư giả mà Denaro sở hữu vào thời điểm mà Y bị bắt. Tuy nhiên, Andrea Bonafede không chỉ là một cái tên giả. Người này hiện nay bị cảnh sát giam giữ để nhằm phục vụ cho điều tra. Denaro được giới chức Ý đặt cho nhiều biệt danh như là bố già siêu trốn thoát hay là Mafia Ma, bởi vì ông trùm của những ông trùm mafia này đã thoát ra khỏi tầm kiểm soát của cảnh sát trong suốt nhiều năm. Cho dù hầu hết vụ án xảy ra trên đất Ý đều có bàn tay của Denaro. Trong khi đó, Anh Quốc thiếu lao động phổ thông hậu Brexit. Kể từ khi rời Liên Âu vào năm 2020, nước Anh phải liên tục đối mặt với tình trạng thiếu hụt lao động trầm trọng. Vào ngày 17 tháng Giêng, tờ Guardian dẫn báo cáo của các nhà nghiên cứu hàng đầu Anh Quốc cho biết tính đến tháng 6 của năm ngoái, nước này đang thiếu hụt 330.000 lao động, trong đó chủ yếu là lao động phổ thông có tay nghề thấp. Trong đó, lĩnh vực vận tải và kho bãi bị thiếu hụt nhiều nhất, khoảng 128.000 lao động, tương đương với 8% tổng số công nhân làm việc trong lĩnh vực này. Trái lại thì ở các lĩnh vực đòi hỏi kỹ thuật cao hơn như là chăm sóc sức khỏe, giáo dục và công nghệ thông tin lại có sự gia tăng những lao động từ bên ngoài của Liên minh Âu Châu. Năm 2020, sau khi rời khỏi Liên minh Âu Châu, chính phủ của Anh Quốc đã chuyển sang sử dụng hệ thống nhập cư mới dựa trên thang điểm nhằm chấm dứt tình trạng đi lại tự do và dành sự ưu tiên cho những người có trình độ cao. Cụ thể thì hệ thống quy định mỗi lao động nước ngoài phải có thu nhập ít nhất là 25.600 bảng Anh một năm, tương đương với 31.424 Mỹ Kim hoặc là 10.10 bảng Anh cho một giờ, để có thể đạt đủ điều kiện làm việc và được cấp thị thực tại nước này. Ông Lord Wolfson, giám đốc điều hành hãng bán lẻ Next tại Anh Quốc, kêu gọi chính phủ cần xem xét lại các quy định nhập cư để có thể thu hút thêm người lao động nước ngoài quay trở lại. Ông Andrew Bailey, giám đốc của Ngân hàng Anh Quốc, đã đưa ra cảnh báo rằng tình trạng thiếu hụt lao động có thể gây ra những rủi ro lớn, góp phần đẩy lạm phát lên cao hơn nữa thông qua việc tăng lương cho những lao động hiện tại, tăng giá sản phẩm trong khi sản lượng lại giảm đáng kể. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là những bản tin liên quan đến thế giới. Xin quý vị đừng rời khỏi màn hình của Sài Gòn TV. Chúng tôi sẽ trở lại với phần tin Hoa Kỳ.